quên thân mình, ngày ngày đừng lo việc như tin. Một thời hề dân chiến đấu không đành vì nước hy sinh cho một đời họ thương quan binh. Miền Nam đau lính quân, dân đang chờ ngày vui ngon. Xóa tan bao nỗi lòng than. Miền Nam đau lính quân, xây cơ đồ còn thiêng sông núi. Anh thương lên soi sáng khắp biển đảo. Đào binh quân, anh hùng cứu quý dân biển. Quên thân mình, ngày ngày chúng lo biển. Một lời thề dân chiến đấu không đành vì nước hy sinh cho một đời tổ quốc quang vinh. Việt Nam đào binh quân, dân đang chờ ngày vui nó. Xóa tan bao nỗi lòng than. Việt Nam đào binh quân, xây cơ đồ hồng thiêng sông núi. Anh thương lên soi sáng khắp biển đảo. Anh thương lên soi sáng khắp biển đảo. Anh thương lên soi sáng khắp biển đảo.
Giờ này ngày xưa trên quê hương tôi bão tố tơi bời. Mẹ vượt đại dương ra khơi lênh đênh trên chiếc thuyền con. Chỉ vượt đèo cao có bao gian lao thẳng sát nhau mòn. Còn lại người cha chung thân đêm đêm trong chốn ngục sâu. Và giờ đàn con ngây thơ năm xưa đã lớn khôn dần. Một lòng vì dân nơi thương ông cha đúng chỉ ta chơi. Nguyện cùng ngày mai tương lai non sông không mang đêm đôi. Nguyện cùng hồn thiêng anh linh nơi xưa gục chết trong tôi. Một ngày không xa trên quê hương ta đôi mới tươi màu. Bằng vạn lời ca vang bao xa hai tiếng tự do. Người người tự do cho quê hương ta thay màu áo tươi. Nụ cười thật tươi trên đôi môi em hẳn vết không cay. Giờ đàn con ngây thơ năm xưa đã lớn khôn dần. Một lòng vì dân nói gương ông cha đúng chỉ ta trai. Quên cùng lời mãi tương lai nước sông không màn đêm tối. Quên cùng hồn thiên anh linh năm xưa gục chết trong tôi. Một ngày không xa trên quê hương ta đổi mới thay màu. Màu cờ tự do tung bay bay cao cao vút từng xanh. Người người tự do cho quê hương tôi xanh cùng thế giới. Rằng người Việt Nam dân tôi hôm nay đầy những anh tài. Người người tự do cho quê hương tôi xanh cùng thế giới. Rằng người Việt Nam nơi đây hôm nay đầy những anh tài. Rồi chúng tôi kính chào lại quý đồng bào trong và ngoài nước. Hôm nay chúng tôi xin chia sẻ một thông báo từ chính phủ tuyển nhân sự. Và sau đó chúng tôi sẽ chia sẻ một thông tư từ Bộ Tư lệnh Chiến lược Toàn quốc. Thì trước khi đi vào livestream, chúng tôi xin đọc và thông báo tuyển thêm nhân sự trước. Đệ tam Việt Nam Cộng Hòa, Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời, Bộ Tư lệnh Chiến lược Toàn quốc, lấy lại đất tổ, không làm khổ dân. PO Box 2807, Anaheim, California 92814. Thông báo tuyển thêm nhân sự. Số 005 gạch ngang 20 210725 trên Bộ Tư lệnh Chiến lược Toàn quốc ngày 25 tháng 7 năm 2021. Tiếp theo, thông báo số 0014 gạch ngang 0408 trên Văn phòng Thường trực trên BT gạch ngang 2014 ngày 4 tháng 8 năm 2019 và thông báo tuyển nhân sự số 005 gạch ngang 1611-2019 trên Văn phòng Thường trực trên TB ngày 16 tháng 11 năm 2019 của Văn phòng Thường trực Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời loan tải. Để cung ứng cho tình hình Việt Nam hiện nay, Thừa lệnh Đức Quốc công Tổng thống Đào Minh Quân, Bộ Tư lệnh Chiến lược Toàn quốc tiếp tục mời gọi bổ sung thêm một số nhiệm vụ quan trọng như sau. 1. Quân nhân các cấp và các tỉnh trưởng cho 72 tỉnh thành tại Việt Nam, 28 vị tỉnh trưởng miền Bắc, 14 vị tỉnh trưởng miền Trung và 30 vị tỉnh trưởng
các thành phố phía Nam. 2. Một phát ngôn viên chính phủ. 3. Một phát ngôn viên quân sự của Bộ Tư lệnh Chiến lược Toàn quốc. 4. Một phát ngôn viên báo chí thuộc Bộ Ngoại giao. 5. Các vị tư lệnh và 63 cấp chỉ huy phụ trách Bộ Chỉ huy Chiến thuật Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời. Điều kiện: văn bằng tốt nghiệp cử nhân trở lên tương đương MBS và MBA của Mỹ và có số căn cước đệ tam Việt Nam Cộng Hòa hoặc văn bằng BS hoặc BA, nhưng có ít nhất 3 năm làm việc hành chính hoặc Bộ Ngoại giao, hay có trên 300 giờ được huấn luyện tại phòng FCC quân sự vụ của Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời. Quyền lợi: tự nguyện, nhưng nếu muốn hưởng lương, hưởng lương hướng và các trợ cấp, yêu cầu cho biết để được cứu xét, tương đương như chế độ quân nhân và công chức của Hoa Kỳ. Ngoài ra, để tránh những phiền nhiễu do Cộng sản Việt Nam gây ra, Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời cho phép những nhà ái quốc và các thanh niên ưu tú đang nô nức tham gia chiến nguyện đoàn và Bộ Chỉ huy Chiến thuật có thể dùng bí danh hay bí số để tự thành lập từng tổ 3 người theo bảng cấp số của Bộ Tư lệnh Chiến lược Toàn quốc đã thông báo, nhưng danh sách phải đệ trình Bộ Tư lệnh Chiến lược Toàn quốc để được công nhận và chấp thuận. Hiện nay bọn tà quyền cộng sản Việt Nam nay đã lộ rõ là một tập đoàn tham nhũng phi pháp tay sai tàu cộng, không do dân bầu lên, lại có những hành vi bán nước hại dân, trấn áp đánh đập đồng bào vì quyền lợi tối thượng của đất nước. Kính mong được sự hưởng ứng tham gia tình nguyện mạnh mẽ và đông đảo của đồng bào, đặc biệt là những vị nhân sĩ, trí thức, ái quốc và các bạn thanh niên, thanh nữ, rường cột của nước nhà. Hồ sơ: xin gửi hồ sơ lý lịch trực tiếp về Tổng thống Đào Minh Quân, PO Box 2807, Anaheim, California 92814, hay email diplomatic@chinhphuquocgiavietnamlamthoi.com hoặc Bộ Tư lệnh Chiến lược Toàn quốc viết tắt amoc@gmail.com. Chúng tôi không nhận hồ sơ lý lịch qua Facebook. Trân trọng, Thừa lệnh Tổng thống, Thừa ủy nhiệm Bộ Tư lệnh Chiến lược Toàn quốc, Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Diệp, ấn ký. Kính thưa quý đồng bào, thì chúng tôi vừa đọc xong bản thông báo tuyển thêm nhân sự cho Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời. Và tiếp sau đây chúng tôi xin đọc bài thông tư của Bộ Tư lệnh Chiến lược Toàn quốc và chúng tôi sẽ phân tích. Đệ tam Việt Nam Cộng Hòa, Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời, Bộ Tư lệnh Chiến lược Toàn quốc lấy lại đất tổ không làm khổ dân, PO Box 2807, Anaheim, California 92814, thông tư số 2021-0724-001/An ninh Nội chính ngày 23 tháng 7 năm 2021, cảnh cáo những công an Cộng sản Việt Nam đã bắt cóc, ép cung, đe dọa, cưỡng bức công dân Việt Nam Cộng Hòa. Trái với những cam kết và báo cáo của các đầu sỏ Cộng sản Việt Nam trước khi các phái đoàn Hoa Kỳ và quốc tế lần lượt đến nghiên cứu tình hình tại Đông Nam Á, Thái Bình Dương, trong đó có Việt Nam, nay Bộ Tư lệnh Chiến lược Toàn quốc đã nhận được tin tức về một số hành động phi pháp của Công an Cộng sản Việt Nam và bọn chức quyền tại địa phương trong các phường, xã, đồn bóp tại miền Nam như Tiền Giang và Đắk Lắk trong thời gian gần đây như sau. 1. Cho người gửi giấy mời, triệu tập những người đã trưng cầu dân ý hay tham gia Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời lên đồn công an phường, tỉnh
với những lý do mơ hồ như để làm việc gì thì không viết ra cho rõ ràng là hành động mờ ám. 2. Đe dọa ép cung, buộc những công dân đệ tam Việt Nam Cộng Hòa ký vào những văn bản do bọn công an đã soạn sẵn để vu cáo chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời. Đây là hành động khủng bố tinh thần. 3. Cho bắt cóc người lên đồn công an như bọn Tiền Giang đã phạm pháp nhiều lần, trong khi bắt đã thu góp tiền bạc, tài vật, máy điện toán, phone tay với lý do để điều tra, nhưng không làm biên nhận và không trả lại cho khổ chủ là công khai cướp bóc. 4. Đã cấm dân chúng không cho ra đường, nhưng khi phát phiếu lương, mua lương thực, lại giả vờ quên phát cho những gia đình đã trưng cầu dân ý, hay có người tham gia chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời là hành động đối xử phân biệt. 5. Đe dọa, gây khó khăn, không chủng ngừa hay bắt giữ đồng bào có thân nhân hay người làm hay người nhà tham gia chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời là hành hạ lương dân vô tội. Những hành vi bắt cóc, đe dọa, hành hạ, cưỡng bức dân chúng khi mặc sắc phục công an hay an ninh là những tội phạm hình sự nghiêm trọng. Do đó, Bộ Tư lệnh Chiến lược Toàn quốc chính thức cảnh cáo tất cả những tên phạm pháp này rằng, dựa theo công pháp quốc tế và luật pháp quốc gia, những thành phần tội phạm khủng bố, bắt cóc, cướp giật, đe dọa đến an toàn của dân chúng là thành phần nguy hiểm, phải bị công lý trừng phạt nặng nề. 2. Vì bọn này đều có mang vũ khí, nên tất cả nhân viên an ninh nội chính hay biệt đội Black Tiger khi nhận mệnh lệnh thi hành công vụ có quyền tự vệ. 3. Trong trường hợp nghiêm trọng vì tái phạm nhiều lần liên can đến nhiều người, án phạt có thể lên đến từ 10 đến 30 năm khổ sai, biệt xứ và tiền phạt từ 10.000 lên đến 10 triệu Mỹ Kim cho mỗi lần vi phạm. Tất cả những ai liên can, giúp đỡ, cộng tác với tội phạm cũng đều bị xét xử tội đồng lõa. Những công an, an ninh, cảnh sát nào bị quy tội hình sự, dù có trốn ra nước ngoài, cũng sẽ bị chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời truy nã và sẽ không nhận được những đặc ân do thông cáo ngày 20 tháng 7 năm 2021 của Bộ Tư lệnh Chiến lược Toàn quốc đã ấn định. Bọn đầu xỏ Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Xuân Phúc, Phạm Minh Chính và Bùi Thanh Sơn phải hoàn toàn chịu trách nhiệm các sự kiện do hành vi phạm pháp của những tên công an, công quyền, cộng sản Việt Nam tại địa phương này. Thừa lệnh Tổng thống, thừa ủy nhiệm Bộ Tư lệnh Chiến lược Toàn quốc Đại tướng Lê Minh ấn ký. Thì kính thưa quý đồng bào, thì chúng tôi vừa chia sẻ một thông tư từ Bộ Tư lệnh Chiến lược Toàn quốc đưa ra. Thì như quý đồng bào đã biết đó, là trong nước hiện nay của chúng ta thì qua cái vấn đề của dịch virus Vũ Hán thì chúng tôi đã trình bày với đồng bào, cộng với chúng tôi nhắc lại là sau khi Đức Quốc Công thắng kiện Tàu Cộng 38.000 tỷ tại Tòa án Hình sự Quốc tế ngày 14 tháng 4 năm 2021 thì chính phủ sẽ dùng hết tất cả biện pháp để cắt hết tất cả mạch máu của Cộng sản. Mà Cộng sản muốn tồn tại thì họ chỉ có còn một cái con đường là bóc lột đồng bào mà thôi. Và chúng tôi đã chia sẻ và lặp đi lặp lại rất là nhiều lần. Thì với cái tình hình chính trị tại Việt Nam, những tình hình xã hội tại Việt Nam hiện nay thì đồng bào đã chứng kiến những gì mà thông tin từ chính phủ đưa ra đó để cho đồng bào biết trước, thì những gì nó đang diễn biến thì đã có thông báo trước để cho đồng bào biết rồi. Thì hiện nay chúng tôi đã nói là chỉ có một con đường duy nhất cho đồng bào là phải mạnh dạn đứng lên trưng cầu dân ý. Chỉ có con đường trưng cầu dân ý thì chúng ta mới thoát khỏi các cai trị của Cộng sản Việt Nam. Và luôn cả những người an ninh Cộng sản Việt Nam là những người phải biết quay đầu lại với chính nghĩa quốc gia dân tộc. Đây là cái cơ hội
mà Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân và Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời đưa ra cái chủ trương và đường lối là Việt Cộng, bỏ Cộng còn Việt, Việt không giết Việt, để cho những con người Cộng sản lầm đường lỡ bước, quay đầu lại với chính nghĩa quốc gia dân tộc. Còn nếu muốn phục vụ cho đồng bào mình thì có hai cách. Thứ nhất là trưng cầu dân ý và sau đó phải làm hồ sơ ký đặt mặt Hồ Chí Minh. Thì qua những cái việc này chúng ta cũng đã thấy rõ là đây là đường lối nhân đạo, khoan dung độ lượng của Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân để giúp những người Cộng sản nhìn ra được chính nghĩa quốc gia dân tộc, để quay đầu lại với đồng bào, quay đầu lại với dân tộc, để chúng ta cùng nhau đoàn kết chống tàu Cộng đang xâm lăng và cướp nước và diệt chủng dân tộc của chúng ta. Thì hiện nay đó, chúng tôi xin trình bày để đồng bào hãy nhìn rõ. Chúng ta thấy đó, như chúng tôi thấy những cái video mà đang trôi nổi trên cộng đồng mạng xã hội, và chúng ta thấy những thành phần như là an ninh, hoặc là dân phòng, hoặc là những thành phần kêu làm không phải là cảnh sát mà thuộc dạng là an ninh đó. Và chúng ta thấy đó là những người đó, đó, chúng ta nhìn kỹ, chúng ta sẽ thấy là họ là những thành phần bất hảo của xã hội. Mà chúng tôi nghĩ đó, đây là những cái chiêu trò của những tên công an như là Tô Lâm. Đó, nó nhận những cái nhân vật này để đàn áp đồng bào. Vì những người này là những người không có lương tâm và cũng chẳng có lương chi. Đó, nên đó là một cái tay sai đắc lực của công an Cộng sản. Đó là do tên Tô Lâm. Nên chúng ta phải để ý và chúng ta phải biết nhìn mặt chúng. Vì trong này đó, nó có thêm một cái bọn kêu là trà trộn vào. Và chúng tôi đã trình bày rất là lâu rồi, và chúng tôi xin nhắc lại cho đồng bào để ý là những thành phần mà dân phòng, hoặc là những thành phần mà không phải là công an mà là dạng an ninh đó, hoặc là những cái thành phần mà giữ trật tự xã hội đó, thì chúng ta thấy đó, có nhiều cái khuôn mặt nó không phải là người Việt Nam mà nó là người Tàu. Nên đây là cái việc chúng ta thấy, và nó ít nói chuyện, vì nó nói chuyện ra là chúng ta biết nó là người Tàu. Mà những thành phần này là những thành phần nó rất là hung hãn, mạnh bạo để đàn áp. Nên chúng ta phải để ý, nên đồng bào phải để ý những cái việc này. Đây là cái thời khắc lịch sử của dân tộc Việt Nam của chúng ta. Chúng ta không cần phải đứng lên mà hô hào hoặc là đả đảo Cộng sản. Vì những cái hô hào đó, đó là đã từng xảy ra và lặp đi lặp lại, và thực sự nó không có kết quả. Cái chúng ta cần làm là phổ biến trưng cầu dân ý. Cái chúng ta cần làm là trưng cầu dân ý cho Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân. Cái đó là cái việc chúng ta cần làm, và cái đó là cái việc thiết thực. Vì chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời do Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân lãnh đạo, khi mà Ngài khai sáng ra chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời, là Ngài dựa vào Hiến chương Liên Hợp Quốc và Công pháp quốc tế, và cái tình hình của đất nước Việt Nam của chúng ta là do Hồ Chí Minh là Tàu Cộng cướp chính quyền của chính phủ Trần Trọng Kim. Và qua cái bài phân tích trong livestream vừa qua, chúng tôi đã trình bày cái việc này để cho chúng ta phải nghe đi nghe lại, để chúng ta phải nhớ rõ Hồ Chí Minh chính là Tàu Cộng, là gián điệp Tàu đã được Tàu cài vào đất nước Việt Nam của chúng ta, đó, để cướp chính quyền của chính phủ Trần Trọng Kim, và sau đó Tàu Cộng và thực dân Pháp chia đôi đất nước Việt Nam của chúng ta. Nên chúng ta phải biết chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời là một chính phủ chính nghĩa dựa vào Hiến chương Liên Hợp Quốc và Công pháp quốc tế. Thì Đức Quốc Công đứng ra đại diện cho dân tộc Việt Nam để lấy lại đất tổ không làm khổ dân, là lấy lại cái chủ quyền của đất nước và trao lại cho toàn dân. Nên tất cả đồng bào của chúng ta phải ý thức ra được cái việc này. Vì từ xưa đến giờ, dân tộc chúng ta, đồng bào chúng ta chưa có một cái cuộc tổng tuyển cử hoặc bầu cử để bầu lên những người lãnh đạo của đất nước. Chúng ta thấy hiện nay Cộng sản nó đang cai trị dân tộc đồng bào mình là do Hồ Chí Minh cướp chính quyền của Thủ tướng Trần Trọng Kim.
Và từ đó là nó là một cái đảng cướp, và nó cướp miền Bắc, xong nó cô lập miền Bắc và nó xâm lăng cướp miền Nam, và sau đó nó chiếm toàn vẹn lãnh thổ đất nước Việt Nam chúng ta, và nó đang cai trị dân tộc Việt Nam chúng ta. Nó không phải là những người được người dân bầu lên để làm giống như là lãnh đạo đất nước, mà nó là những thằng tay sai của Tàu Cộng để cướp nước Việt Nam của chúng ta và cai trị dân tộc Việt Nam của chúng ta, làm cho đồng bào dân tộc Việt Nam chúng ta nồi da sáo thịt, chia rẽ, không có đoàn kết. Vì thực sự nếu dân tộc chúng ta mà đoàn kết thì cái việc mà giải thể Cộng sản đã đến từ lâu rồi. Cái vấn đề dân tộc chúng ta không đoàn kết nên Đức Quốc Công phải kéo dài cái khoảng thời gian đó ra. Chứ thực sự sau khi mà Ngài ký vào cái sắc lệnh cho Hoa Kỳ đem quân sự vào thềm lục địa Việt Nam của chúng ta ngày 25 tháng 10 năm 2015 thì thực sự đúng là lúc đó là lúc đã sẵn sàng lấy lại chủ quyền của đất nước Việt Nam của chúng ta. Nhưng vì dân tộc chúng ta không có đoàn kết, cộng với là tất cả hầu như là những người Việt gian ở hải ngoại đã bị Cộng sản mua chuộc, và họ giống như là định hướng người dân để cho không cho người dân thấy ra được cái thế chính nghĩa quốc gia, thấy ra được cái con đường duy nhất là phải có một chính phủ chính nghĩa và có một vị lãnh đạo thương dân yêu nước để đứng ra đại diện cho toàn dân với sự ủng hộ của đồng bào, của người dân và giải thể Đảng Cộng sản Việt Nam. Thì ngày hôm nay trải qua từ khi Đức Quốc Công ký cái sắc lệnh tới bây giờ cũng đã hơn 6 năm, để cho chúng ta thấy cái khoảng thời gian này là cái khoảng thời gian nó đủ để cho chính phủ đưa ra những cái chính sách khoan hồng, độ lượng, kêu gọi những người Cộng sản hãy quay đầu lại với chính nghĩa quốc gia dân tộc trước khi muộn màng, cộng với chính phủ phổ biến đường lối của chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời, tiểu sử của Đức Quốc Công Tổng thống Đồng Minh Quân và những gì mà Hoa Kỳ đang làm, thì đã 6 năm đã đủ cho chúng ta thấy là từng bước là chính phủ đang bước dần về tới Việt Nam. Nên cái giai đoạn này là cái giai đoạn lịch sử của dân tộc Việt Nam của chúng ta. Và cái giai đoạn này là cái giai đoạn nó rất tàn khốc mà Cộng sản nó đã bị xích cổ và nó không còn một cái con đường để thoát. Phải nói là không còn một con đường để thoát. Nên nó phải đàn áp đồng bào mình. Thì dân tộc chúng ta phải biết được đâu là cái phao để mình bám vào. Chứ không phải là chúng ta không có ai để bảo vệ. Vì truyền thông bất lương, và luôn đó là truyền thông bất lương từ hải ngoại cho đến quốc nội cũng vậy, họ không có ý thức ra được cái việc này. Họ chỉ vì chén cơm manh áo và họ cam tâm làm tay sai cho đảng. Và đảng Cộng sản Việt Nam là tay sai của Tàu Cộng. Nói như vậy để cho đồng bào dễ hiểu là cái con đường duy nhất thì chúng ta phải dắt tay nhau, chúng ta phải hỗ trợ nhau, chúng ta phải truyền bá thông tin của chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời. Và cái con đường duy nhất cho đồng bào mình thoát khỏi Cộng sản là trưng cầu dân ý, chứ không phải là đứng lên biểu tình. Những cái việc đó nó không có giúp gì được cho dân tộc Việt Nam chúng ta. Vì như chúng tôi đã trình bày rất là nhiều lần là Cộng sản và Tàu Cộng nó không có ngồi yên để cho chúng ta xiết cổ nó, nên nó phải giãy, kêu là khi là giãy chết thì nó làm đủ mọi chiêu trò, đủ mọi thủ đoạn để nó kéo chậm lại cái tiến trình trưng cầu dân ý mà thôi. Và hiện nay chúng ta đã biết là nó không còn một cái cách nào để hù dọa người dân này kia nọ nữa, thì nó dùng những cái thủ đoạn là cấm chia sẻ bài, hoặc là nó lấy xuống, hoặc là nó mua chuộc đó những cái truyền thông bất lương để nó xóa bài, những cái bài, những cái thông tin của chính phủ đến cho đồng bào. Nên chúng ta phải mạnh dạn chia sẻ những cái thông tin từ chính phủ đưa đến cho đồng bào mình. Vì đó là cái con đường duy nhất và cái việc đó là cái việc chính đáng cần phải làm. Chúng tôi nên nhắc lại để cho đồng bào lưu ý là việc cần thiết và chính đáng cần phải làm. Đó là trưng cầu dân ý. Đó nói lên là cái chủ quyền của đất nước Việt Nam của chúng ta là do chính đồng bào làm chủ. Đó thì hiện nay đồng bào mình
đã bầu Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân lên lãnh đạo đất nước và thay tài công bằng chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời cho cái bọn tay sai cầm quyền Cộng sản Việt Nam. Thì tất cả những gì mà xưa giờ Đức Quốc Công đã hy sinh, đã cống hiến bao nhiêu xương máu, bao nhiêu thời gian mà ngài đã làm trong mấy chục năm nay, thì hiện nay cái công cuộc nó là đã tới. Nên chúng ta thấy ra được cái việc đó thì chúng ta phải làm, vì đó là cái việc chúng ta phải tiếp sức. Vì thực sự chúng ta thấy đó, bao nhiêu năm nay, mấy chục năm nay, dân tộc chúng ta bị cai trị và giống như là dân tộc chúng ta không có một cái lối thoát. Và thực sự ra là những thành phần Việt gian ở hải ngoại nó dẫn dắt, nó định hướng đồng bào, chứ thực sự cũng chẳng có ai có một cái đường lối nào để triệt hạ chế độ Cộng sản ngoài Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân và chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời có đường lối rõ ràng và có Hoa Kỳ ủng hộ. Thì hiện nay đó, trong cái tình hình đất nước đang nguy ngập đến cái việc mà đói đang tới nơi qua cái việc mà dịch virus Vũ Hán này đó, thì chúng ta thấy những cái bất công xã hội càng ngày chúng ta thấy càng thấy nó càng tồi tệ. Và trong đó chúng ta thấy là giống như đồng bào mình, người dân mình đã không có biết thương yêu nhau và lựa những cái cơ hội này lại càng bóc lột nhau. Vì thực sự đó là một cái chiêu trò rất là thâm độc của Tàu Cộng để nó truyền cho Cộng sản Việt Nam, và Cộng sản Việt Nam nó sử dụng trên đồng bào mình. Là chúng ta thấy đó, là nó siết đồng bào mình rất là chặt đó, và sau đó đó là chúng ta thấy nó nới lỏng đó, nó siết chặt cho giống như là không, mình cảm như mình không còn thở ra được nữa đó, thì bắt đầu nó mới thả lỏng để cho mình nhẹ đó. Và nó mình nghĩ rằng đó, là những cái việc này nó có thể bắt đầu nó nới vì nó sợ người dân bạo loạn này kia, nhưng thực sự nó không như đồng bào nghĩ. Cộng sản nó không bao giờ sợ người dân hết á, nó không bao giờ sợ đồng bào đó. Bởi vậy đó, chúng ta phải thông minh và chúng ta đừng bao giờ trúng vào cái mưu của Cộng sản. Vì khi những cái thằng độc tài đó nó đi đến cái giai đoạn cuối thì nó muốn giống như là dùng rượu cũ bình mới, là nó thay cái vỏ bọc. Thì ở đây đó, chúng tôi đã trình bày với đồng bào rất là nhiều lần là bọn Việt gian đó nó đang làm cái tuyên truyền mà cho kêu là để cho Việt Cộng, để cho Cộng sản nó dùng lại cái phương thức là rượu cũ bình mới. Vì khi nó tuyên truyền như vậy, nó tạo ra, nó cố tình nó giả bộ, nó tạo ra cái áp lực để cho giống như là Cộng sản Việt Nam mới thấy được ra được đó là cái Cộng sản xã hội chủ nghĩa nó không phải là cái đường lối cho nhân loại và đường lối cho người Việt Nam đó. Nên nó sẽ bỏ cái chế độ Cộng sản và nó thay một cái chế độ dân chủ, kêu là dân chủ cụ, dân chủ như thế nào đó. Cái mục đích của nó đó là chỉ bỏ chế độ Cộng sản. Nhưng mà thực sự chúng ta nghĩ, như chúng tôi đã trình bày, Cộng sản nó là cái tư tưởng, nó không có xăm lên trên trán nó là người Cộng sản, nên chúng ta không có biết được. Nên những cái thành phần mà đang cai trị đồng bào mình, nó là cái con người Cộng sản, nó mang tư tưởng Cộng sản. Nó có thay đổi cái bình mới đi nữa thì cái rượu của nó là cũng là Cộng sản. Nên chúng ta phải thay đổi tài công, chúng ta phải thay đổi một vị lãnh đạo mà hiện nay dân tộc Việt Nam mình không có ai có cái khả năng ngoài Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân. Vì ngài đã chuẩn bị cho cái công cuộc này từ mấy chục năm trước, ngài đã nhìn ra cái tình hình hiện nay từ mấy chục năm trước chứ không phải như bây giờ đó. Như những cái livestream vừa qua như chúng tôi trình bày là thí dụ như ngài đặt ra những, ngài làm những cái bài thơ mà chúng tôi đã chia sẻ đó, thì chúng ta thấy đó, ngài nhìn trước những cái diễn biến của dân tộc Việt Nam chúng ta từ mấy chục năm trước lận đó. Nên chúng ta phải tin tưởng là chỉ có Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân là một người duy nhất có thể giải thể được Cộng sản mà thôi, và chúng ta phải là những người phải thức tỉnh và chúng ta phải tiếp tay, chúng ta phải tiếp tay cho ngài, chúng ta phải truyền 1 triệu cái tiếng nói, 1 triệu cái trưng cầu dân ý vào một người, 1 chục triệu chúng ta phải loan
chúng ta phải làm sao nó loan tỏa những cái việc này, và chúng ta phải lấy cái quyền của mình trao cho Ngài để Ngài đại diện cho chúng ta để giải thể Đảng Cộng sản Việt Nam, và sau đó Ngài sẽ trao lại cái quyền làm chủ của đất nước cho chính chúng ta, cho hậu duệ của dân tộc Việt Nam của chúng ta, cho thế hệ mai sau. Nên đây là những cái việc chúng ta cần làm. Vì chúng ta thấy đó, tất cả những người cộng sản khi mà họ kêu là họ đi giải phóng thì thực sự giải phóng nước Việt Nam đâu không thấy, và họ là những người trở thành những tư bản đỏ, có nghĩa là tư bản là người ta dùng kiến thức để người ta làm giàu, người ta dùng khả năng trí tuệ để người ta làm giàu. Còn tư bản đỏ nó cũng làm giàu, nhưng nó làm giàu bằng dùng cai trị, thống trị, bóc lột, vì nó có quyền, vì nó dùng súng đạn, nó dùng AK để nó kê lên đầu của đồng bào, và nó làm giàu từ cướp giật của đồng bào, từ bóc lột, rồi cướp tài nguyên khoáng sản của chung, của quốc gia để đi làm tư riêng. Và sau đó chúng ta thấy đó, sau đó thì nó lại tìm đủ mọi cách để chạy ra nước ngoài, để sống một đời tự do, dân chủ và thừa hưởng những cái tài sản mà nó cướp của đồng bào mình. Thì chúng ta thấy rõ cái bản chất và cái đảng tính của Cộng sản, nên nó không có thay đổi. Cái lớp này nó lên nó cướp xong nó chạy, rồi đến lớp khác lên cướp, rồi đến lớp khác lên cướp, rồi mị dân, rồi nó chạy, và nó cứ lặp đi lặp lại những cái vấn đề này. Nhưng có một cái điều đó là đồng bào phải nên chú ý là Cộng sản nó rất là ma giáo, rất là lưu manh, là vì khi mà nó cướp đồng bào đến tận xương tủy đó, thì nó thấy được là người dân giống như là bị xiết đến như vậy thì họ sẽ đứng lên. Thì chúng ta thấy là nó dùng những cái tên trong đại biểu quốc hội chẳng hạn để nó đứng lên, nó họp và nó tuyên bố, thì có một hai tên sẽ đứng lên phê phán đảng, phê phán nhà nước, phê phán này, phê phán kia đủ thứ, nói bao nhiêu cái bất công mà đảng Cộng sản nó bóc lột đồng bào, rồi sau đó đồng bào thấy như thế nào, rồi dân tộc chúng ta chờ đợi. Và chúng ta nghĩ rằng có bao giờ có một người trong đại biểu quốc hội là nói chung là đại diện dân, nhưng mà thực sự cái người đại biểu quốc hội của Cộng sản đó không phải do dân bầu, nên nó không có đại diện cho đồng bào, nó không có đại diện cho người dân, mà nó chỉ là những, mình phải nói là tay sai của đảng đưa ra đó để nó đứng lên nó xạo, cứ là đảng bắt nó nói như thế nào nó nói như thế đó, đảng muốn nó đả kích đảng như thế nào nó đả kích như thế đó, để nó xoa dịu lòng dân, nó xoa dịu đồng bào mình. Có là một bên thì nó hút máu đến tàn bạo, vâng, mà những cái việc như chúng tôi nói đó, đến nỗi mà nó hút máu đồng bào mà đến chết, cứ là bị ung thư, nó hạ độc cho chết giống như bị ung thư này kia nọ rồi, mà nó còn bán thuốc giả đó, để cho mình phải bán hết tài sản để mình mua thuốc giả, và cuối cùng là gia đình người thân mình cũng chết, và cuối cùng rồi đó mình chết, nhưng mà giống như là con cháu này kia nọ là bị bóc lột hết, và cuối cùng rồi khi mà khui phanh phui này kia nọ ra ăn, tụi nó ăn đồng chia không đều, và cuối cùng rồi đó nó phanh phui ra vậy làm được gì đó, đồng bào thấy chưa, làm được gì, vì thằng nào nó cũng có ăn, con nào nó cũng có ăn ở trong đó, nên cuối cùng rồi đó nó chỉ đưa vài tên đại biểu quốc hội bù nhìn nó ra để nó tuyên bố nó đã kích đảng, nó chỉ trích đảng, chỉ là cái chiêu trò nó xoa dịu lòng dân, nó xoa dịu đồng bào mà thôi. Và cuối cùng rồi đó là cái tớp nó không, nó đi đó là nó đưa nó tớp, nó đưa cái tớp khác lên, nó lại bóc lột tiếp, và nó đã lặp đi lặp lại rất là nhiều lần. Nên chúng tôi muốn nhắc nhở đồng bào để cho đồng bào mình đừng có trúng vào cái mưu thâm độc của Cộng sản, vì đây là những cái mưu mà tàu cộng nó chỉ cho mấy thằng Cộng sản Việt Nam. Nên nó không có cái chuyện là những người Cộng sản thay đổi thế này thế kia, không có đâu. Vì nó muốn quyền lực, nó muốn giữ quyền để nó bóc lột đồng bào mà thôi. Những cái chiêu trò mà rượu cũ bình mới cũng chỉ là những cái chiêu trò, những cái thủ đoạn mà thôi. Cuối cùng rồi nó cũng là Cộng sản, tư tưởng nó cũng là Cộng sản đó. Nên cuối cùng rồi đó, chúng ta đồng bào thì nó cho mình là thấp cổ bé họng, mình nói này kia nọ không có được. Và cuối cùng đó, Cộng sản nó dựng lên rất là nhiều cái chiêu trò, như chúng tôi kể thêm vài cái chiêu trò thủ đoạn của Cộng sản để nó bóc lột, nó ru ngủ đồng bào như thế nào. Như chúng ta thấy đó
là nó dùng như là showbiz là những người nghệ sĩ hoặc là những ca sĩ này kia nọ. Nhưng chúng ta thấy đó, những cái lớp ca sĩ trong chế độ cộng sản có được học bài bản này kia và có hát này kia nọ đàng hoàng đúng như một ca sĩ này kia nọ không? Cái đó chúng tôi để cho đồng bào tự quyết định, tự nhận ra về cái việc này. Vì đối với chúng tôi đó, trong nước, nói đến cái vấn đề ca sĩ, tất cả là scandal của cộng sản hết. Tất cả là do cộng sản nó cố tình nó dựng nên, nó cố tình để nó buông lỏng đó, để nó ru ngủ đồng bào mà thôi. Vì khi nó bóc lột đồng bào rồi đó thì đương nhiên nó phải có những cái chiêu trò để cho mình giải trí, để mình quên đi những cái mà nó đè lên gánh nặng của mình. Thì giống như chúng ta thấy đó, bậc cha mẹ như những cái thông tin từ văn phòng thường trực đưa ra nói cho đồng bào cộng sản nó bóc lột đồng bào mình như thế nào, như những bậc cha mẹ phong là làm ngày tắt mặt tối lo cho con biết cái chữ đó, mà lo cho con biết cái chữ mà phải chạy mượn này kia nọ cho con mình, nó cũng có đi học nó cũng có được cái áo lầm chứ không có được cái áo rách, vì áo rách đó thì sẽ bị chê này kia nọ, nó nên cũng cắn răng buộc bụng để phải sắm cho con được cái áo mới để tựu trường này kia nọ đủ thứ, và cũng phải đi vay đi mượn này kia nọ đó. Đồng bào thấy không, bao nhiêu cái bậc mà cha mẹ phải khổ sở vì con, cho con đi học rồi sau đó nó bóc lột là giống như là nó bắt phải học thêm, vì nếu không học thêm dù con mình có học giỏi cái mấy mà không học thêm là cũng bị nó đè đó. Vì nó bóc lột những thành phần mà dạy học này kia nọ nữa, thì những thành phần nó muốn tồn tại thì lại bóc lột đến người dân, là bắt giống như là cho thế này thế kia đủ thứ. Đồng bào cứ nghĩ đi, ở Việt Nam đó chỉ là đi học nó dựng ra những cái việc mà trường điểm rồi thế này thế kia thế nọ đủ thứ, và chúng ta cho con mình đi vào những cái trường đó mỗi năm phải đóng bao nhiêu triệu, mấy chục triệu chỉ là đi vào được cái trường đó thôi. Đó là nói là tôi kêu là chạy trường, rồi chạy trường xong rồi bắt đầu phải chạy thầy cô là học thêm, rồi chạy thầy cô rồi phải chạy điểm đó. Đó là nó, đó là một cái hình thức bóc lột mà thực sự con mình á, đi vào trong cái nền giáo dục của xã hội chủ nghĩa, học Marx Lenin, học Hồ Chí Minh và cuối cùng chẳng có tích sự gì hết đó. Đó là một cái sự bóc lột, và nó làm nó dạy cho con mình ngu luôn, và cuối cùng để nó dễ cai trị. Bởi vậy trăm năm trồng người, cái chiêu thủ đoạn của Tàu Cộng để nó xóa sổ dân tộc Việt Nam của chúng ta thì chúng ta bây giờ cũng đã biết rồi. Bởi vậy chúng ta thấy đó, đại đa số, đây chúng tôi dựa vào đại đa số chúng tôi nói, là chúng ta thấy đó là tuổi trẻ Việt Nam hiện nay đó là không có cái khả năng bình luận, hoặc là không có cái khả năng mà để nhận thức ra được đúng sai, thiện ác, chính tà, ở trong đó họ không có khả năng đó. Nên khi mà nói ra một cái gì đó họ thấy không có đúng ý của họ là bắt đầu là họ giống như là nói và theo cái kiểu mà bắt đầu là sừng cồ này kia nọ lên, vì thực sự ra là họ không có hiểu. Cộng với đó là trong một cái xã hội và trong một cái nền giáo dục mà nó tạo ra những cái vấn đề mà kêu là tệ nạn đó, thì mình sống trong cái đó thì mình tự nhiên mình sẽ biến thành những cái thành phần đó hồi nào không hay luôn, không có thoát ra được. Nên khi mà không có thoát ra được rồi đó thì nó tạo lên những cái việc khác, là thí dụ như là nó tạo lên những cái mà cho tranh giành, giống như tạo ra những cái mà thí dụ như đồng bào thấy đó, một cái người này không có học này kia nọ, chỉ có cái sắc đẹp thôi mà cũng có thể trở thành những người có tiền triệu, tiền tỷ, vì lý do gì? Đó nên nó làm cho những cái lớp trẻ phải chạy theo này kia nọ trong đó. Đó, và cuối cùng rồi đó, nó làm cho cả một cái xã hội, cả một cái lớp trẻ là mất cái lý tưởng luôn, sống mà mất lý tưởng luôn, chỉ biết là đua đòi từ cái nhỏ, chúng tôi xin lỗi, đua đòi từ cái nhỏ, từ 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 đua đòi lên đó. Cộng với đó, đó là mình nói những cái việc mà thế hệ trẻ, những cái giới trẻ đi, còn những cái giới mà chung làm ăn này kia nọ thì chúng ta thấy đó, nó cũng dùng đủ mọi thủ đoạn để nó cho giống như nó mở ra, luật pháp của nó lỏng lẻo để có thể giống như là tham nhũng, mua chuộc đút lót thế này thế kia để chạy, để ráng làm sao mà lên này kia nọ được. Mà thực sự khi mà lên được rồi đó là nó triệt,
và ông nó triệt một cái người đó, thì cái người đó mà muốn leo lên tận ở trên á, là phải chà đạp biết bao nhiêu thành phần ở dưới mới leo lên trên được. Mà khi leo lên lên trên được rồi á, nó triệt thẳng trên là cuối cùng là nó gom bi hết đó. Nói như vậy để cho đồng bào dễ hiểu, cộng sản nó rất là lưu manh và nó rất là ma mãnh, nên không có ai sống trong cái chế độ cộng sản mà thoát được hết đó. Còn những thành phần mà thoát được là họ chỉ biết là nín thở qua sông, họ giống như là làm và tìm đủ mọi cách để đưa con cháu họ, gia đình họ đi ra nước ngoài hết. Tại sao phải như vậy? Đất nước của chúng ta mà tại sao chúng ta tìm đủ mọi cách để thoát ra khỏi đất nước Việt Nam chúng ta? Vì chúng ta đang bị cái họa cộng sản nó cai trị và tàu cộng nó cai trị, nhưng chúng ta không có ý thức được. Bởi vậy chúng ta phải đoàn kết, chúng ta phải ủng hộ Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân, chúng ta phải trưng cầu dân ý để giải thể cái chế độ cộng sản này. Đó nên chúng tôi muốn nhắc nhở đồng bào mình, cái con đường duy nhất là thoát khỏi cộng sản là phải trưng cầu dân ý. Thực sự những người đi có thể đi đã đi được rồi, đã đi rồi. Còn hiện nay đó, với cái tình hình đất nước mình hiện nay và với cái tình hình thế giới là nội bất xuất, ngoại bất nhập, không có đi đâu được hết. Chỉ là những người có phận sự mới đi được thôi. Nên cái con đường duy nhất của đồng bào mình là phải trưng cầu dân ý và đừng nghe những gì cộng sản nói. Vì cộng sản đã nói từ khi thằng Hồ Chí Minh đứng trên quảng trường Ba Đình đọc cái thông cái là cái tuyên ngôn độc lập đó mà nó ăn cắp đó, là chúng ta đã biết. Bây giờ chúng những cái tuyên ngôn độc lập của thằng Hồ Chí Minh đó, nó đọc hiện tại đó, đồng bào muốn search ra tìm kiếm ra ở trên YouTube đó, chúng ta nghe lại đi, chúng ta thấy có phải là thằng Hồ Chí Minh nó những cái gì mà nó mị dân nó nói đó, là nó nói từ ngày 2 tháng 9 năm 1945 đến bây giờ là bao nhiêu năm rồi, 70 mấy năm rồi, và thực sự có thay đổi không, nó có Đảng Cộng sản có làm như những gì thằng Hồ Chí Minh nó nói không? Không, vì cái mục đích của những thằng đó là nó ru ngủ mình bằng những lời nói. Bởi vậy nhiều khi có nhiều cái việc mà chúng ta không biết, nhưng Tiên Thánh Phật đã nhắc nhở chúng ta trong Sám Ký Thiên Thơ đó, như có cái đoạn đầu của cái bài Tiền Đề như là nói là nghĩ thương đất nước thăng trầm, người người yêu nước sao lầm ráo trơn, quỷ quái miệng nói như đờn, kêu gào cứu nước căm hờn ngoại bang. Đó đồng bào thấy chưa, đó là cái chiêu trò của cộng sản. Nên tất cả những gì mà cộng sản nó nói là nó chỉ ru ngủ đồng bào mình. Khi mà đồng bào mình mà càng bóc lột mà càng đứng lên thì bắt đầu nó sẽ mềm dẻo lại, nó nhẹ lại và bắt đầu nó ru ngủ tiếp. Đó là cái chiêu nó lặp đi lặp lại, mà nó đi nó lặp đi lặp lại từ khi mà cái thằng Hồ Chí Minh nó đứng lên nó đọc cái bản tuyên ngôn độc lập. Bao nhiêu người đồng bào miền Bắc mình tin vào cái thằng Hồ Chí Minh, rồi cuối cùng trên nửa triệu người phải chết đau đớn. Đó đồng bào thấy chưa? Vì nghe nó tuyên bố, nghe nó đọc cái tuyên ngôn độc lập ở ngày 2 tháng 9, nghe nó bùi tai quá mà, nghe nó êm tai quá mà. Và cuối cùng rồi đó là nó giết trên nửa triệu người. Đó là nửa triệu người mà có cái khả năng đó, đó là những cái thành phần mà kêu là chủ lực của đất nước, vì đó là những thành phần thương gia, họ là những người có cái khả năng đưa đất nước đi lên. Thì tàu cộng nó muốn cướp đất nước mình thì nó phải diệt những cái thành phần có kiến thức, có chủ lực, có tiền bạc, có đất đai, có này có kia, nó phải diệt hết. Đó đồng bào thấy chưa? Và cuối cùng rồi đó, đồng bào miền Bắc mình có thực sự hưởng được miếng đất hoặc miếng vàng hoặc miếng gì mà cộng sản nó cướp hay không? Đâu có đâu, đâu có hưởng được cái gì đâu. Và cuối cùng rồi đó là nó xiết cái bao tử mình, nó đưa vào hợp tác xã, có là nó đưa vào trong thành một, giống như trong một cái kêu là cái trại thú thiệt là lớn, và trong đó nó kiểm soát bằng lương thực. Còn cũng giống như nó cho mình ăn, giống như là cho súc vật ăn, nó phát tem phiếu cho mình để mình phải đi lãnh lương thực. Còn mình chống nó thì không có tem phiếu để lãnh lương thực mà ăn. Và cuối cùng rồi đó, vì cái đói, vì cái bao tử đó, nên
là trong gia đình là nam nhân nó bắt đi vào trong miền Nam xâm lăng hết. Còn nếu không thì cả gia đình đói. Đó đồng bào thấy chưa? Ngoài cái việc mà nó giết bao tử, nó còn dụ dỗ này kia cái nọ đủ thứ. Nó làm nhiều thủ đoạn lắm chứ không phải là nó chỉ là dùng một chiêu đâu. Nó dùng nhiều chiêu, nó định hướng đó, và cuối cùng rồi đó nó để cho mình nào là nghĩ rằng nếu mà không đi vào miền Nam thì gia đình cả gia đình đói, còn đi vào miền Nam thì làm anh hùng này kia nọ, gia đình nở mặt nở mày, ông bà nở mặt nở mày mà gia đình cũng không có đói, có nó làm đủ mọi thủ đoạn vâng, và cuối cùng nó đẩy nam nhân đi vào miền Nam. Bởi vậy mới có câu là sanh bất tử Nam, đó là đi vào miền Nam là chết hết. Vì chính quyền miền Nam sau khi mà cái hiệp định Geneva ký kết năm 54 chia đôi đó, là chúng tôi nhắc lại đồng bào là chúng ta đồng bào miền Bắc và đồng bào miền Nam có 300 ngày để di chuyển, ai thích ra Bắc sống với cộng sản thì ra, ai muốn vào Nam sống với chế độ tự do dân chủ thì vào. Đó có 300 ngày để làm. Đó đồng bào thấy chưa? Rồi sau đó mới cái hiệp định nó thực thi và lúc đó là cái vĩ tuyến 17 đóng cửa lại, thì người miền Bắc là ở Bắc, người miền Nam vào Nam, chia đôi ở cái sông Vĩnh Định trên cái cầu Bến Hải đó. Đó thì cho chúng ta thấy đó, thì đồng bào miền Bắc bị gì, bị cộng sản nó dụ như thế nào đó, và cuối cùng rồi tin vào cộng sản là nó giết chết ráo hết. Nhưng mà thời đó đó đâu có ai giải thích cho đồng bào mình những cái thủ đoạn của cộng sản đâu. Nhưng hiện nay chính phủ giải thích cho đồng bào mình những cái thủ đoạn của cộng sản để nhắc nhở lại cho đồng bào mình để đừng tin những gì mà cộng sản nó ru ngủ mình. Những cái thủ đoạn cộng sản nó nhai đi nhanh nhai lại, nó nhai từ lớp này đến lớp kia, cái lớp này nó lên nó cướp nó bóc lột xong rồi bắt đầu nó ru ngủ, rồi bắt đầu là lớp khác lên, nó để cho đồng bào mình chờ đợi. Mỗi thằng thủ tướng mà nó lên đó là 2 nhiệm kỳ là 8 năm. Đó đồng bào thấy chưa? 8 năm đó là một cái thời kỳ mà nó bóc lột tàn bạo. Đó, nó bóc lột tàn bạo xong nó hết cái nhiệm kỳ của nó thì bắt đầu nó ru ngủ đồng bào tiếp, nó đưa thằng khác lên bóc lột tiếp. Và thằng khác lên thì lúc đầu cũng nhẹ, cũng để cho đồng bào mình chờ đợi này kia, coi có cái gì thay đổi này kia nọ hay không. Đó, rồi 1 năm, 2 năm, rồi bắt đầu từ từ nó siết, nó siết, nó siết. Đó, cộng sản nó rất hay ở cái chỗ là siết thả, siết thả. Siết đúng chỗ, đúng lúc và thả cũng đúng chỗ, đúng lúc nữa. Đó, nên đồng bào mình đừng bao giờ vướng vào những gì mà cộng sản nó nói. Cái chế độ cộng sản này, những cái chế độ mà cộng sản ở nước khác á, nó không nó hơi nó khác với cái cộng sản ở Việt Nam, là vì những cái nước khác đó là những cái chế độ độc tài đó, mình coi cộng sản đó là độc tài, nhưng đối với cái chế độ cộng sản ở đất nước Việt Nam của chúng ta nó rất là đặc biệt, vì Tàu Cộng nó cài thằng Hồ Chí Minh vào để cướp nước Việt Nam của chúng ta. Chúng ta thử coi lại trong lịch sử quá khứ những cái nước mà cộng sản nó có cái đất nước nào giống cái hiện tình nó giống như đất nước Việt Nam chúng ta không? Là bị Tàu Cộng nó cài gián điệp vào, nó lãnh đạo một cái phong trào và cuối cùng rồi đó là nó lợi dụng ngoại bang để giết dân tộc Việt Nam chúng ta. Rồi sau đó nó dùng đồng bào, dùng người Việt để giết người Việt và cuối cùng là dùng người Việt cai trị người Việt. Đó. Qua cái sự kiện này là chúng ta phải ý thức ra được. Và cái ý thức ra được mà muốn để nó phát triển mạnh thì chúng ta phải chia sẻ, chúng ta phải đứng lên, chúng ta phải chia sẻ. Hồi xưa đó, trước khi chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời, trước khi Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân ra mặt thì mình không biết là mình có một chính phủ, mình có một vị lãnh đạo. Nhưng bây giờ là mình đã biết cái sự hiện diện của chính phủ, là từ khi thành lập chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời là ngày 21 tháng 10 năm 1990. Đó, đến bây giờ đã là 31 năm rồi, phải không? Mà khi Đức Quốc Công ra lại truyền thông là bây giờ đã là hơn 6 năm rồi. Bao nhiêu cái phong trào, bao nhiêu thành phần Việt Giang đó, nó định hướng, nó triệt hạ uy tín của Đức Quốc Công và chính phủ, nó có làm được không? Nó dựng ra biết bao nhiêu cái chính phủ đó giả này kia nọ để định hướng, để mị dân, và cuối cùng những cái chính phủ đó làm được gì, có đường lối gì là đồng bào đã biết rồi, không có ai làm được cái gì hết á.
Nói thẳng là như vậy. Vì nếu mà họ làm được là họ đã làm được mấy chục năm, từ mấy chục năm trước rồi, chứ không phải tới tận bây giờ mới làm. Đồng bào nên nghĩ, họ mà thực sự có đường lối là họ đã làm mấy chục năm trước rồi, chứ không phải chờ đến bây giờ mới làm. Đó. Còn bây giờ họ làm á, là vì họ bị cộng sản mua chuộc và họ phải định hướng Mỹ dân này kia nọ để cho đánh lạc đi cái lối suy nghĩ của đồng bào mình. Chỉ vậy mà thôi. Và cuối cùng rồi chúng ta thấy họ cũng đâu có làm được gì và cũng đi vào dĩ vãng, thành lập ra rồi bỏ đi. Đó đồng bào thấy rồi đó. Nên cuối cùng rồi đó, chỉ còn chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời lần đầu tiên và bây giờ cũng là một chính phủ duy nhất còn tồn tại. Còn bao nhiêu cái chính phủ khác dẹp hết, hoặc là chẳng có một cái đường lối và tiếp tục mị dân. Chỉ vậy thôi, không có một cái đường lối nào mà có thể chống được cộng sản đó. Đó, và cuối cùng rồi đó là chúng ta thấy cũng im hơi lặng tiếng và cũng chẳng có tiếng nói. Đó, nên chúng ta phải biết và chúng ta phải phổ biến, vì những gì mà cộng sản nó đang làm là nó bịt hết tất cả thông tin của chính phủ. Nó không muốn thông tin của chính phủ đến với đồng bào mình. Đó, nên mình phải mạnh dạn mình chia sẻ. Một khi mình đã là công dân của Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa rồi, đó là chúng tôi cam kết là mình đã được công pháp quốc tế bảo vệ. Đồng bào nên nghĩ, công lực của Hoa Kỳ, chính phủ Hoa Kỳ đã vào trong đất nước mình rồi, Liên Hiệp Quốc đã vào trong đất nước mình rồi, chứ không phải chờ đến cộng sản tuyên bố rồi mới vào đâu. Đó, như chúng tôi đã cho đồng bào biết đó, là sau khi Đức Quốc Công ký cái sắc lệnh ngày 25 tháng 10 năm 2015, thì ngày 25 tháng 11 năm 2015, một tháng sau đó, cái luật trưng cầu dân ý đặt trên cái quốc hội của Cộng sản Việt Nam đó, và cuối cùng rồi đó là cái luật đó đã ban ra và kêu là thực thi ngày 1 tháng 7 năm 2016. Nên tất cả những gì chúng tôi chia sẻ với đồng bào là dựa vào pháp luật. Những cái luật trưng cầu dân ý đó cũng dựa vào công pháp quốc tế, dựa vào hiến chương Liên Hợp Quốc để đưa ra cho đồng bào mình. Nên cộng sản nó không có dám đụng vào công dân đã trưng cầu dân ý, vì nó đã có cái sự cam kết là phải giữ an ninh trật tự, tự do dân chủ cho dân tộc Việt Nam cho đến khi bàn giao chính quyền. Nên ở đây chúng tôi nói cho đồng bào biết như vậy, để đồng bào phải biết được rằng là chúng ta phải mạnh dạn, chúng ta không còn sợ cộng sản nữa. Đó, còn nếu chúng ta còn cúi đầu đó thì chính chúng ta là nạn nhân. Chính chúng ta là nạn nhân. Vì Đức Quốc Công trước tiên ngài đã quăng cái phao trưng cầu dân ý cho dân tộc mình, để muốn thoát khỏi cái ách cai trị của cộng sản là bám vào phao trưng cầu dân ý. Anh còn muốn cộng sản Việt Nam cai trị mình không? Không muốn trưng cầu dân ý. Anh có muốn cộng sản Việt Nam bóc lột mình không? Không muốn trưng cầu dân ý. Anh có muốn đóng thuế cho cộng sản Việt Nam để bóc lột nhồi sọ con mình không? Không muốn trưng cầu dân ý. Có cả trăm ngàn thứ mà mình không muốn thì mình phải trưng cầu dân ý. Đó là cái phao duy nhất. Mãi đến tận bây giờ thì chúng ta đã thấy là chúng ta đã có trên 8 triệu đồng bào trưng cầu dân ý bầu chọn Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân. Và chúng ta cũng đã thấy những cái thông báo vừa qua do Bộ Tư lệnh Chiến lược Toàn quốc đưa ra, thì bây giờ đó là Đức Quốc Công tưởng thưởng mỗi công dân là được 100.000 Mỹ Kim. Đó, đồng bào suy nghĩ đi, mỗi công dân được 100.000 Mỹ Kim là bây giờ đó là cộng sản là chủ nợ, mình là chủ nợ của cộng sản, xin lỗi, mình là chủ nợ của cộng sản, thì mình phải trưng cầu dân ý để biết đi đòi cộng sản. Nên tất cả những gì mà đồng bào thấy cộng sản nó sở hữu hiện nay, đó là tài sản của quốc gia và đó là tài sản của mình, và trong đó nó có phần của mình là 100.000 đô đó. Nên mình phải có cái trách nhiệm chung tay cùng với chính phủ, cùng với Đức Quốc Công trưng cầu dân ý, thì ngày về của chính phủ càng sớm thì mình thoát khỏi cái ách cai trị của cộng sản và tự nhiên mình có tài sản và mình không cần trả nợ công, mình không cần trả bất kỳ một cái nợ công nào hết đó. Ngoài cái việc đó ra đó là Đức Quốc Công cũng giảm thuế cho đồng bào mình, không phải là giảm thuế mà không, đồng bào mình không cần đóng thuế trong 3 năm luôn đó. Đồng bào suy nghĩ đi, làm mà không cần đóng thuế trong 3 năm, con cái đi học được miễn phí. Vì thật sự Đức Quốc Công là những người thương dân mà ngài hiểu được rằng những cái thủ đoạn của cộng sản bóc lột đồng bào mình từ mấy chục năm nay,
đó, nên ngài cũng muốn dân tộc mình trong 3 năm như là sống thảnh thơi đó, sống giống như là làm sống mà chính phủ sẽ giúp đỡ, tận tình giúp đỡ hết, từ an sinh xã hội, y tế, giáo dục này kia chính phủ giúp hết đó. Và bây giờ thưởng cho mỗi người dân có 100.000 đô, đó là khi chính phủ về là mình có 100.000 đô trong tài khoản đó. Nên đồng bào đừng có nghĩ là nói mà không làm, vì bây giờ thực sự 100.000 đô đó, có bao nhiêu người thực sự cầm tới 100.000 đô? Tất cả 100.000 đô đó là nằm trong tài khoản đó, và tất cả là sẽ sử dụng bằng thẻ này kia nọ hết, trao đổi này kia nọ hết đó. Nên đó, mình phải biết ra được đây là những gì mà Đức Quốc Công đã hy sinh trong mấy chục năm nay, bây giờ ngài mới đưa ra để trả lại những cái tài sản mà Cộng sản Việt Nam cướp của đồng bào, trả lại cho đồng bào đó. Nói như vậy để cho đồng bào dễ hiểu, ngài chưa về mà ngài đã thực thi, ngài đã làm cái việc đó cho đồng bào đó. Đồng bào có thấy một cái người lãnh đạo nào giống như Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân không? Bởi vậy trong Sấm Ký Thiên Thơ chúng tôi có đọc một câu đó, như là tu thân cứu khổ khác thường đó. Đồng bào có thấy một vị lãnh đạo nào trên toàn thế giới hiện nay và trong quá khứ đó, mà có một cái lòng bao dung độ lượng như Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân không? Đó, mỗi người dân ngài sẽ tặng 100.000 đô Mỹ đó, làm của hồi môn. Bây giờ mình coi đi, đồng bào nghèo của mình, đại đa số đồng bào nghèo của mình có bao nhiêu tiền để cho con làm của hồi môn khi mà con mình nó cưới vợ gả chồng đó. Đồng bào suy nghĩ đi. Còn đối với Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân mà cho mỗi người 100.000 đô, có phải ngài là một vị tái sinh mà để cứu cả một cái dân tộc này không? Mà trong khi đó chính phủ kêu gọi đồng bào là phải mạnh dạn đứng lên chia sẻ trưng cầu dân ý, vì cái con đường đó là cái con đường duy nhất để giải thể Cộng sản, cái con đường duy nhất. Bởi vì đồng bào thấy đó, bao nhiêu thành phần Việt gian này kia nọ, nó đâu bao giờ mà muốn chia sẻ phân tích những cái sự kiện này, những cái điều này, vì Cộng sản đâu có muốn nó chia sẻ. Đồng bào thấy chưa? Vì Cộng sản nó trúng vào rất là nhiều mưu của Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân. Là vì khi nó ra đó, nó bịt thông tin của chính phủ và nó nghĩ là nó đả kích, nó dùng những thành phần bất hảo đó để triệt hạ uy tín của Đức Quốc Công và chính phủ. Và nó nghĩ là nó làm như vậy thì để cho người dân quay đi, quay lưng này kia nọ, hoặc là nghi ngờ đủ thứ. Nhưng mà thực sự ra đó là Đức Quốc Công hiểu được Cộng sản nó cai trị đồng bào, nó bóc lột đồng bào, và đồng bào mình là nạn nhân của Cộng sản. Còn chính phủ giống như bây giờ mới ra mặt cho đồng bào mình, chưa bao giờ lấy bất kể một cái gì của đồng bào hết. Nên á, những thành phần mà đánh phá đến triệt hạ uy tín Đức Quốc Công và chính phủ thì đương nhiên là Đức Quốc Công nhìn ra được cái việc này, là khi mà những cái thông tin này đến cho người dân thì sẽ khuấy lên được cái sự hiếu kỳ. Đó là người dân sẽ tìm ra được, và phải tìm ra được cái con đường là đúng hay sai đó, do những cái thành phần này tuyên truyền. Và chúng ta thấy đó là họ tìm đến, họ tham khảo, và từ từ họ nhìn ra được, họ thấy ra được đó. Thì họ thấy ra được thì chúng ta cũng đã thấy nó hơi lâu. Nó hơi lâu là vì cùng một lúc là chính phủ phổ biến thông tin đường lối của chính phủ, rồi cộng với Việt gian đánh phá đến chính phủ, triệt hạ uy tín của Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân, mà cái cách nó triệt hạ nó chửi rất là thậm tệ, rồi những thành phần nó dựng nên một cái chính phủ giả, mà chúng ta thực sự thấy 2-3 cái chính phủ giả chứ không phải là một đó. Có là nó chia đủ mọi chiêu trò này kia nọ để nó đánh lạc, nó chia rẽ đồng bào mình, rồi nó chia rẽ là nhóm này thì nghe thành phần này, nhóm kia nghe thành phần kia đó. Nó chia rẽ đồng bào, nó không có để cho đồng bào mình tập trung để nghe những cái thông tin của chính phủ đó. Nên nó lâu là vì có nhiều người đi nghe vòng vòng riết rồi đó mới thấy ra được là chỉ còn chính phủ mới trưng cầu dân ý. Đó là như vậy đó. Và bây giờ đó, đã đến cái thời điểm kêu là chín mùi, phải nói là thời điểm chín mùi, vì Đức Quốc Công đã thắng kiện tàu cộng 38.000 tỷ. Đó là cái thời khắc chín mùi. Nói như vậy, chín mùi thứ nhất
là khi mà ngài lột được mặt nạ Hồ Chí Minh tại Trung tâm Văn hóa Liên Hợp Quốc UNESCO đó năm 1989, là đúng ra là dân tộc chúng ta phải ý thức, phải nhìn ra được cái âm mưu thâm độc của Tàu Cộng. Đó là thứ nhất. Và bây giờ ngài thắng kiện có nghĩa rằng thằng Hồ Chí Minh là thằng Tàu. Đó, vì ngài đã thắng kiện nên đó, ngài dùng cái mưu lược là lấy giáo Tàu, là lấy thằng Hồ Chí Minh để đâm chết thằng Tàu. Và bao nhiêu cái thủ đoạn của Tàu Cộng và Cộng sản Việt Nam, Hồ Chí Minh, nó rêu rắc lên trên dân tộc Việt Nam chúng ta, nó gây biết bao nhiêu tang tóc cho đồng bào mình, thì ngài lấy lại hết. Đó, đồng bào thấy chưa? Bởi vậy, khi mà tòa án môi trường quốc tế đó xử ngài thắng kiện Tàu Cộng 38.000 tỷ, đó là thời khắc chín muồi. Bởi vậy chúng ta mới thấy hàng loạt những cái thông báo loan tin của chính phủ trên khắp thế giới. Đó, chúng ta thấy những cái video trên YouTube, đó là Trung tướng Huệ Lâm ở một cái hội trường của Hoa Kỳ, bao nhiêu ngàn người đó chúng ta đã thấy giữa bàng quan thiên hạ, giữa công chúng này kia nọ đó, để cho đồng bào thấy đó. Rồi bao nhiêu cái thông tin mà của Đức Quốc Công của chính phủ mà đăng lên trên truyền thông của quốc tế này kia nọ chúng ta cũng đã thấy đó. Rồi cộng tới là những cái thông báo từ chính phủ đưa ra cho đồng bào mình, phải biết nhận thức rằng là cái công cuộc này đó nó đã chín muồi, là chế độ cộng sản đã quăng vào sọt rác, nên đồng bào mình phải ý thức ra được cái việc này. Và cái phao thứ hai mà Đức Quốc Công và Bộ Tư lệnh Chiến lược Toàn quốc quăng vào trong nước để cho đồng bào mình bám víu vào, đó là ngài thấy ra được là hiện nay là đồng bào bị Cộng sản Việt Nam nó bóc lột đến tận xương tủy. Đó là cộng với những cái thành phần bất hảo nó toa rập và nó lợi dụng cái vấn đề này, vấn đề dịch Vũ Hán này, nó còn bóc lột đồng bào của mình nữa, đại đa số đồng bào nghèo của mình, phải nói thẳng ra như vậy. Đó thì ngài lại quăng vào một cái phao đó. Bây giờ ngài ban tặng thưởng thưởng cho mỗi người dân Việt Nam Cộng Hòa mình là 100.000 đô, nên mình phải biết lấy cái 100.000 đô này. Mà cái duy nhất, cái đầu tiên mình phải làm là trưng cầu dân ý, mình phổ biến mạnh trưng cầu dân ý. Chứ chúng tôi thấy đó, có rất là nhiều đồng bào bức xúc đứng lên chửi những tên an ninh này kia nọ, chửi luôn cả đảng Cộng sản Việt Nam, chửi luôn những thằng đầu sỏ Cộng sản Việt Nam. Nhưng thực sự ra, thay vì mình chửi thẳng những thằng đầu sỏ Cộng sản Việt Nam đó, tại sao mình không hô hào lên là bây giờ tôi là công dân của Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa, tôi trưng cầu dân ý cho Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân, đồng bào muốn giải thể Cộng sản Việt Nam thì phải trưng cầu dân ý. Tại sao chúng ta không có thể nói lên lớn như vậy trên truyền thông, trên xã hội, chúng tôi xin lỗi, trên xã hội đó? Khi mà chúng ta bức xúc, thay vì chúng ta chửi những thằng đầu sỏ Cộng sản Việt Nam thì chúng ta hô hào lên chúng tôi là công dân của Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa, chúng tôi đã trưng cầu dân ý cho chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời, cho Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân đó. Chúng ta hô hào lên như vậy để coi những thằng an ninh cộng sản đó nó sẽ làm gì. Chính phủ rất cần rất là nhiều bằng chứng, vì thực sự khi mà xiết cổ những thằng an ninh cộng sản để đưa nó ra tòa án mà để phạt nó tội từ 3 năm, 10 năm, thậm chí chung thân 30 năm khổ sai, là chúng ta phải có bằng chứng. Những gì mà chúng tôi chia sẻ với đồng bào, khi đồng bào đứng lên la lớn lên là tôi là công dân của Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa, tôi đã trưng cầu dân ý cho Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân, ai cũng đã nghe những gì của đồng bào nói. Và chúng tôi muốn coi những cái hành động của những tên an ninh cộng sản nó sẽ làm gì. Và chúng ta khi mà nói lớn như vậy, chúng ta có rất là nhiều người chứng kiến, đồng bào mình chứng kiến, nó làm sao nó bắt hết được để nó bịt miệng, chẳng lẽ nó giết hết? Đồng bào suy nghĩ đi, thay vì mình chửi những thằng đầu sỏ Cộng sản Việt Nam, Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Xuân Phúc này kia nọ, đảng Cộng sản này kia, mình chửi nó không có chết. Chúng tôi đã nói với đồng bào, tụi Cộng sản cái da mặt của nó đó, nó dày hơn là cái vỏ bánh xe, nó không có chết đâu, nhưng mà trưng cầu dân ý nó chết. Thì thay vì mình la mình chửi đảng Cộng sản những thằng đầu sỏ thì mình chỉ cần la lên là tôi là công dân của Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa, tôi đã trưng cầu dân ý cho Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân. Đồng bào thử đồng loạt mà la lên như vậy trong những cái gì, và cộng với đó mình la lên nói Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân, Bộ Tư lệnh Chiến lược Toàn quốc đã ra công
kêu là thông cáo công bố cho mỗi người công dân là được 100.000 đô, 100.000 đô Mỹ. Đó, mình sao mình không la lên như vậy? Sao mình không mạnh dạn mình phổ biến những cái thông tin này? Đây là những cái việc mình cần làm trong những cái thời khắc lịch sử này, để cho đồng bào mình ý thức ra được, nhìn thấy được cái con đường thoát khỏi cộng sản là nói đến Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân, là nói đến chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời. Chứ mình chửi cộng sản nó không có chết. Đó, chúng tôi cam đoan với đồng bào, chửi cộng sản nó không có chết. Vì bao nhiêu thế hệ đã chửi cộng sản, chẳng làm được gì nó thế. Nhưng mà trưng cầu dân ý cho Đức Quốc Công, nó sẽ chết. Vậy tại sao chúng ta không làm? Chúng ta đã có quả cảm, chúng ta đã có gan để chúng ta chửi những thằng đầu xỏ cộng sản, chửi thẳng vào đảng cộng sản thậm tệ như vậy, thì chúng ta chỉ cần nói lớn là chúng tôi đã trưng cầu dân ý cho Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân, chúng tôi là công dân của Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa. Đó, một người phụ nữ như chúng tôi chia sẻ trên trang Facebook của chúng tôi đó, giống như là đồng bào quá bức xúc, cứ là bị nó bóc lột đến tận xương tủy, quá bức xúc mà đến những cái giống như là vừa đói, con đói, gia đình đói này kia nọ, mà gặp những thằng an ninh, những thằng công an, những thằng dân phòng mà nó còn đàn áp, nó còn hà hiếp này kia như vậy, thì đó là cái bộc lộ cái bức xúc đó mà không có kiềm chế được. Nhưng mà những cái việc đó nó cũng không có giúp gì được. Nên muốn giúp cho đồng bào mình phải mạnh dạn đứng lên. Đồng bào thử đứng trên làng xóm của mình, những cái xóm mà bị phong tỏa, bây giờ đứng lên la lối lên. Đó là tôi là công dân của Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa, tôi đã trưng cầu dân ý cho Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân. Đó, chúng ta thử la lên từ đầu xóm đến cuối xóm, từ đầu phường đến cuối phường, từ đầu hẻm đến cuối hẻm. Chúng ta coi thử cái tụi an ninh cộng sản nó làm gì. Bây giờ nó đang cô lập mình, nó đang cô lập mình, nó ở ngoài mình ở trong. Bây giờ mình đi hết trong phường, hết trong quận, hết trong xóm đó, mình la lên, mình nói, mình phổ biến để coi nó làm được gì. Tại sao đồng bào không làm những cái việc đó? Đó là cái việc chính đáng mình cần phải làm ở cái tình hình hiện nay. Khi mà mình làm như vậy rồi, người dân sẽ nhìn ra được, sẽ ý thức được. Chứ bây giờ đồng bào thấy nó nhốt, bây giờ có chỗ nó nhốt cả 31 ngày rồi mà còn chưa có đồ ăn. Đúng không? Nó nhốt 5-7 ngày cũng không có đồ ăn. Đồng bào thấy chưa? Nó nên chúng tôi chia sẻ như vậy để cho đồng bào phải ý thức và biết ra được. Lúc nào chính phủ cũng nhìn vào đất nước, lúc nào Hoa Kỳ và Liên Hiệp Quốc cũng đang chăm chăm nhìn vào đất nước mình hết. Vì đất nước Việt Nam mình là cái trung tâm của thế giới hiện nay, chứ không phải là những cái đất nước khác. Chúng tôi cho đồng bào biết rõ là như vậy. Nước Việt Nam mình hiện nay là trung tâm điểm của thế giới, ai cũng nhìn vào đất nước Việt Nam. Còn đừng có bị những cái thông tin nó sức nhiễu, hoặc Việt Gian nó chia sẻ thế này thế kia, ở thế giới thế này kia thế nọ. Không có liên quan đến đất nước mình, liên quan đến cái vận mệnh của mình, của con cháu mình ở đất nước mình, mình phải quan tâm. Đó là cái việc chính đáng cần phải làm. Chứ biết những cái nước khác, tại sao chúng tôi không chia sẻ những cái thông tin khác? Vì nó không có cần thiết, vì nó chẳng giúp được gì cho đồng bào cả, nên chúng tôi không chia sẻ. Chúng tôi chỉ tập trung chia sẻ những gì mà đồng bào cần biết. Hiện nay là cái con đường thoát cộng sản là trưng cầu dân ý cho Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân, cho chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời, chấm hết. Nên chúng ta phải mạnh dạn. Nên chúng tôi chỉ cho đồng bào những cái cách mà mình làm mà cộng sản nó không dám làm gì, là chúng ta phải la làng lên. Đó, giống như là cái video của chúng tôi đã post lên đó, giống như một đồng bào, một phụ nữ mà bị bức bách quá mà chửi thẳng đảng cộng sản Việt Nam luôn. Mà chúng tôi thấy là cha của cô ta đó là có công cách mạng. Đó, có công cách mạng mà còn bức xúc với đảng như vậy. Vì thực sự như chúng tôi đã trình bày là những người đi theo cộng sản, đi theo Hồ Chí Minh, nó có nhiều lý do họ phải theo lắm. Chứ kho họ thành phần, có nhiều thành phần, và đại đa số có thể là không có tự nguyện, vì bị ép buộc không hình thức này là hình thức khác. Bởi vậy Đức Quốc Công thương đồng bào miền Bắc mình lắm, là như vậy đó. Là vì Ngài hiểu được những cái nạn
những cái oan thiên mà đồng bào mình nói không được, bị cộng sản nó ép mà nói không được. Nên ngài mới đưa ra cái chủ trương Việt cộng, bỏ cộng còn Việt, Việt không giết Việt. Đó là nêu nêu lên rõ cái tinh thần quốc gia dân tộc. Người Việt là chúng ta phải biết đùm bọc thương yêu lẫn nhau. Còn nếu người Việt mà không biết đùm bọc thương yêu lẫn nhau mà sẵn sàng giết nhau, sẵn sàng ấy, đó là những người phản quốc, đó là những người tay sai của kẻ thù, thì chúng ta phải phân loại nó ra. Bởi vậy cái chiến lược bỏ cộng còn Việt của Đức Quốc Công Tổng thống Đàm Minh Quân cũng là một cái chiến lược, một cái sách lược để coi được là thù và bạn. Và đến cái thời khắc lịch sử thì chúng ta sẽ chứng kiến được cái việc đó. Đó. Nên những người mà có tiền đồ với dân tộc Việt Nam, những người Việt, những người cộng sản, an ninh cộng sản mà biết được, mà hiểu được thì phải bỏ cộng còn Việt. Đừng vì cái bao tử nhất thời mà hủy hoại cái tiền đồ của con cháu mình. Đây là chúng tôi nói, chúng tôi dựa vào những cảnh cáo mà Bộ Tư lệnh Chiến lược Toàn quốc đưa ra. Những người an ninh cộng sản, công an cộng sản, những người hà hiếp dân, những người dân phòng. Vì tất cả những người đó, đó là được người dân ghi cái mặt của họ rồi. Khi chính phủ về thì họ tố cáo thì chính phủ sẽ đứng ra xử mà có bằng chứng rõ ràng. Không những bị tù tội, con cháu gia đình cũng không được chính phủ cứu xét về an sinh xã hội. Đã nói rõ như vậy để cho những cái thành phần đó phải hiểu. Đừng vì cái bao tử nhất thời, ba cắt ba đồng, cái lương chết đói mà phải đi hà hiếp đồng bào mình ở cái thời khắc lịch sử là cả dân tộc phải chịu cái cảnh cộng sản Việt Nam cai trị này. Đó, chứ không phải là chỉ cá nhân của những cái người mà giống như là vì ba cái đồng lương chết đói đó mà sẵn sàng đi giết đồng bào mình đâu. Đây là cái kiếp nạn của cả dân tộc. Nên đừng có nói cái lý do là vì cái bao tử. Đó, nên chúng tôi cảnh cáo những công an, an ninh cộng sản phải biết được. Và sau này khi ở tù đừng có năn nỉ ỉ ôi. Không có cái chuyện đó đâu. Đó, nên chúng ta phải ý thức ra được. Nên chúng tôi chia sẻ cho đồng bào mình phải biết được cái con đường duy nhất là trưng cầu dân ý. Và phải mạnh dạn chia sẻ trưng cầu dân ý. Con đường duy nhất. Và chúng ta phải làm. Thay vì chúng ta la lớn, chúng ta bức xúc, chúng ta chửi những thằng an ninh, những thằng dân phòng này kia nọ, thiệt ra nó chẳng giúp gì được cho chúng ta đó. Mà chúng ta muốn la lên, chúng ta cần la lên là tôi là công dân của Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa. Tôi trưng cầu dân ý cho Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân. Và mỗi người dân được Đức Quốc Công ban thưởng 100.000 Mỹ Kim. Đó, chúng ta thử la lên những cái thông tin này từ đầu xóm đến cuối xóm là chúng ta thử đồng bào mình hưởng ứng như thế nào. Đó, đó là cái cách tiêu diệt cộng sản đó. Mà chúng ta mà la lên như vậy đó, chúng tôi bảo đảm cho đồng bào biết đó, những cái thằng đầu xỏ cộng sản Việt Nam đó, là nó phải đái ra quần. Chúng tôi phải nói thẳng như vậy đó. Nó phải té đái ra quần luôn. Chúng tôi nói mạnh như vậy để đồng bào phải ý thức ra được và phải làm, phải đứng lên trong cái thời điểm khắc nghiệt này, trong cái thời điểm khó khăn này, trong cái thời điểm mà chín mùi này. Đó, hôm nay chúng tôi chia sẻ hai cái thông báo. Một cái thông báo là tuyển nhân sự cho chính phủ và một cái thông cáo về cảnh cáo an ninh cộng sản, công an cộng sản Việt Nam. Rồi, chúng ta nghe một bài nhạc nối nhịp trùng dương và chúng ta chia tay. Và chúng tôi sẽ chia sẻ một cái thông báo khác của cái livestream kế tiếp. Năm qua anh phiêu bạt sương gió, nguyện ước trong tim anh biết hỏi phương nào. Đời lênh đênh trôi theo dòng mệnh vàng,
tìm quê hương qua dấu vết đau thương. 10 năm sau đôi chân mòn sỏi đá, từ đó dâng cao cao ước nguyện muốn trông nhìn quê hương thân em gầy bóng nắng, nghe tim mình đau trọn cả mùa xuân. Ôi trông khờ rừng rừng cuộn sóng, núi rừng ơi thật đau nỗi hờn. Ngày tự do quê hương mòn mỏi ngóng, trong lòng người đi nối nhịp trùng dương. Cùng chung nhau đôi vai đồng học nhất, dập bóng dương cao cao vút một ngọn cờ. Ngày anh em ta chung cùng nhịp thở, ngày quê hương dân Việt hết đau thương. Năm qua anh phiêu bạt sương gió, nguyện ước trong tim anh biết hỏi phương nào. Đời lênh đênh trôi theo dòng mệnh bạc, tìm quê hương qua dấu vết đau thương. 10 năm sau đôi chân mòn sỏi đá, từ đó dân cao cao ước nguyện muốn trông nhìn quê hương thân em gầy bóng nắng, nghe tim mình đau trọn cả mùa xuân. Ôi trông khơi rừng rừng cồn sóng, núi rừng ơi hợp tấu nỗi hờn. Ngày tự do quê hương mòn mỏi ngóng, trong lòng người đi nối nhịp trùng dương. Cùng chung nhau đôi vai đồng hợp nhất, dập bóng dương cao cao vút một ngọn cờ. Ngày anh em ta chung cùng nhịp thở, ngày quê hương dân Việt hết đau thương. Ngày anh em ta chung cùng nhịp thở, ngày trong mơ ngày sông núi đợi chờ. Rồi, chúng tôi kính chúc quý đồng bào trong và ngoài nước được một đêm ngủ bình an, và chúng ta hẹn gặp lại. Thank you.